Ấn Độ vừa dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kèm điều kiện áp giá sàn 490 đô la Mỹ một tấn. Sự trở lại từ nguồn gạo của quốc gia Nam Á này có thể buộc một số quốc gia phải điều chỉnh giá để cạnh tranh, trong đó có Việt Nam. Ấn Độ đang có nguồn cung gạo dồi dào với dự trữ đạt 32,3 triệu tấn. Chuyên gia nhận định, sự trở lại của nguồn gạo từ Ấn Độ có thể buộc các quốc gia như Việt Nam, Pakistan, Thái Lan phải điều chỉnh giá để cạnh tranh. Thực tế, động thái của Ấn Độ đã khiến giá gạo thế giới hạ nhiệt khi nguồn cung trên thị trường thế giới tăng lên. Tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam xuống 560 đô la Mỹ một tấn, giảm 20 đô la Mỹ so với tuần trước.